sao cho nó ra bông, mà bông phải định. Cái gì để phân hóa mầm hoa và cách nào để dưỡng hoa, và sau đó cùng những cái chiêu là nếu thời gian còn cho phép đưa chiêu các anh chị luôn là làm sao để cho cái hoa lâu tàn, làm sao cho cành nó dài, bông một lẻ nhưng mà sao cành dài. Còn những cái bông đơn như là bông cách la da hay là hồ điệp hay này nọ thì làm sao bông to cánh dày. Rồi làm sao để cho lên màu cực đỉnh, làm sao mà khi mình tưới rồi, cái hoa lan mới nở thôi, sáng hôm nay thôi, làm sao mà uống ly cà phê đá nó lên rồi chứ không phải đợi 3 bữa. Đi thi cử mà gặp nó nở hôm nay, mai người ta chăm thi là thua. Hồi đó tôi ăn là ăn cái chỗ này, đi là cứ nhất nhì tôi rinh thôi ở đầm sen. Và từ đây sắp tới các anh chị có thể làm ra hoa nghịch mùa, báo nè. Cái đó là tôi giới thiệu, nếu mà có những cái anh Huy tổ chức ra thêm những cái lớp chuyên sâu và nâng cao, tất nhiên là các anh chị muốn thành đỉnh chẳng hạn, như là như tôi chẳng hạn, thì các anh chị phải qua 3 giai đoạn. Thay vì người ta phải mấy năm trời, nhưng mà các anh chị cần 3 giai đoạn thôi. Thì hôm nay mình gọi là sơ kết, chứ không gọi là căn bản nữa, vì chút là các anh chị mình đi sâu vô những cái kỹ thuật mà có nhiều nhà vườn 20-30 năm không có kỹ thuật, chưa bằng được các anh chị. Rồi, nay mai có cái gì, lấn cắn cái gì, các anh chị cứ điện, có số điện thoại đó, tôi và anh Huy. Đó nè, tôi làm được hoặc anh Huy làm được điện cho tôi không có, tôi điện cho anh Huy hỗ trợ cho các anh. Bây giờ nói một câu, bây giờ khẳng định là từ nay ở trong cái công cuộc này các anh chị không cô đơn nữa, không cô độc, mà sau lưng của các anh chị lúc nào cũng có tôi và anh Huy. Là như vậy các anh chị an tâm chưa?